Ui, nein, 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 nein!
Oh.
Ôi, này, 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 này.
Doink. No.
Mê đây à? Dạ vâng. Vấn hoa hai chị em mình trồng đây, đẹp chưa? Uầy, vấn ở to nhờ. Các màu luôn. Đấy, nhìn đẹp chưa? Các màu luôn. Đấy, hoa đẹp chưa? Nở đúng tầm đẹp luôn nhờ. Hoa kia là hoa pháo chị nhờ? Ừ, đấy, các màu đấy. Ôi, vẩu, vẩu mừng quýnh đây nè. Ừ. Nó không được về đây mừng quýnh đây nè. Nu đâu? Ừ, đây này. Chung, ôi. Bắt tay, bắt tay. Hôm nay đi rừng như nào rồi? Ui, em bị lạc. Hôm nay bị lạc, mất con nu của con vẩu. Sợ quá chị ạ. Sợ quá. Ừ. Đợt này về đây với chị thời gian xong thì có khi hai chị em mình đi cùng nên nó vui vậy. Hai chị em yên tâm hơn đi mình cứ thật. Lo. Mình sợ thật. Nó như thế. Nó như này, hôm em đi đường này. Em bắt thằng nó. Em đặt chú nó xong rồi thả nó đi là không đi. Và nó cứ chạy theo thằng nó. Bây giờ nó quen rồi, không đi đâu. Ừ. Đi này nó thành quen đấy. Dạ. Đi, hai chị em mình ra ao triển khai. Hôm nay chị đãi con món này hay lắm. Ủa, thật á? Ừ. Cái gì? Xem cái ba lô của bọn nó nhất xong rồi. Chị em mình ra đây triển khai đâu. Cái món này hay lắm. Cái gì mà bỏ cái nụ. Em thích ăn hấp.
vào bếp xong thêm đi nha. Xong rồi chị ơi. Cá lên hấp đi. Thiếu cái vung để đậy cái sạc cho nó chứ. Chị đang đi. Thơm rồi chị nhỉ? Thơm rồi sao? Nào, hai chị em mình làm nào để nhấc được con cá này ra. Đến sức rồi. À đây rồi. Có cái vỉ tre mà. Nhấc cái vỉ tre này ra. Thơm lắm đi ạ. Thơm mùi xả nhờ. Ngon lắm. Vào đi em ơi. Chị thơm lắm chị ạ. Ừ, thơm ăn chuẩn luôn. Trắng ừ. Chắc thịt lắm rồi. Thịt ngọt thật. Chắc thịt lắm đi này. Thì ngọt trong kia. Nóng hổ thôi. Em về bộ xong rồi. Bó từ nãy rau sống vào rồi là ăn cùng. Nước chấm cay đã nha. Đấy em vừa quán rồi, mang cho em hứng rồi quên mất. Hello.